Nhân loại có bao nhiêu kỳ quan, nào sánh được với kỳ quan mẹ. Chủ đề của DVD số 21, Kỳ quan mẹ, một tác phẩm nghệ thuật văn hóa phát xuất từ trái tim nhân bản, được dàn dựng công phu nghệ thuật với hàng ngàn quý khán thính giả tham dự. Người vọng phu trong lúc gió mưa. DVD Kỳ quan mẹ, một thông điệp yêu thương và bất biến về mẹ. Trên thế gian này có nhiều kỳ quan. Kỳ quan mẹ, DVD số 21 là vần hào quang tỏ rạng mỗi bước con đi, mỗi nẻo con về. Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buồn theo khói sương, chậm hương, nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. DVD Kỳ quan mẹ sẽ đồng loạt phát hành thượng tuần tháng 4, kính mời quý khán giả đón xem.